thì bà cũng đo. Xin chào nhé, hôm nay em like hơi muộn đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Tú xin chào nhé. Các chị đang xem live của em thì có thể chia sẻ giúp em vào một lần vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Để cho đông đông người vào chút thì em bắt đầu xả cái set gen đúng không ạ? Các chị chia sẻ cho em vào các hội nhóm nhá, để rất là chịu khó đúng không ạ? Chị Bảo của em thực sự rất chịu khó đấy ạ. Ok, chị Nguyễn Nguyễn nhá, xin chào ạ. Rồi, các chị đang xem live của giúp em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm để cho đông đông người vào một chút thì em bắt đầu xả hàng các chị nhé. Live quá muộn đúng không ạ? Mấy hôm nữa còn muộn nữa chị Yến Phạm ạ. Ok, chị Minh Đức xin chào nhé. Ok, chị Thanh Mai Bùi xin chào ạ. Rồi các chị chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Để em sẽ xả cái set áo gen này nhá. Hiện tại vẫn còn tồn rất là nhiều các chị nhé. Ok, chị Minh Thư xin chào ạ. Ok, chị Cát Lặng xin chào nhé. Ok, chị Thông Điệp và em thấy chị rồi đấy ạ. Ok, chị Lưu Như Hoa đúng không ạ? Ok chị nhá. Lát ngày mai em sẽ báo nhân viên check tin nhắn của chị đúng không ạ? Các chị chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm nhá, để cùng săn hàng giá rẻ đúng không ạ? Săn hàng giá 18k đúng không ạ? Ok, chị Thông Điệp vàng ạ, xin chào nhá. Ok, chị Thảo Tây xin chào ạ. Rồi hôm nay hãy tương tác tích cực với em nhá, chắc chắn là sẽ may mắn đấy ạ. Chân váy đúng không ạ, set đồ free đúng không ạ, set đồ treo 3 cái, đây là chân váy gen 3 tầng nhé chị Trúc Vi nhé. Ok, chị Minh Ngọc xin chào ạ. Rồi chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tới các hội nhóm đúng không ạ. Ok, chị Minh Ngọc nhá. Rồi các chị ơi, các chị có nhìn thấy em đang cầm một cái set áo gen trên tay với giá bán là 10 một set áo gen không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn các chị nhá. Nên chị nào muốn săn hàng giá rẻ của bên em thì để lại cho em theo cú pháp là 18k kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Một set áo gen rất là sang, rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Mà chỉ có giá bán là 18k một set thôi các chị nhá. 18k một set áo này thôi. Nên chị nào muốn mua săn hàng giá rẻ với em thì có thể comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok nhá, chị Tấm Sinh đúng không ạ? Em đang mặc có bán chị Tấm Sinh nhá, nhưng em sẽ bán sau và bây giờ em đang xả cái set này trước đúng không ạ? Ok, chị Nhật Minh xin chào ạ. Ok, chị xem ở ngoài Hà Nội nhá, chị Phương Loan nhá. Chị Thảo Tây ok, chị yêu của em này. Mình mặc set này nhiều người thích đẹp lắm sao. Ok, chị Bà Vũ Loan em cảm ơn chị nhá. Rồi ok, chị Nhật Minh này. Rồi các chị ơi, chị nào mà muốn mua cái set áo này bên với giá 18k thì các chị hãy nhanh chóng comment cho em nhá. 18k kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? 18k và kèm theo số điện thoại của mình. Giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok nhá, rồi nhanh chóng comment cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Ok, chị Minh Đức, chị Bích Ngân, chị Mộng Thường đúng không ạ? Ok chị này. Chị Thanh Hương, ok chị yêu của em nhá. Rồi chị nào muốn săn cái set này nhà em với giá là 28k ấy, thì các chị hãy comment và chia sẻ đúng không ạ? Hãy comment và chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream được không ạ? Ok, chị Huyền My Nguyễn nhá, áo bao nhiêu đúng không ạ? 18k một set này thôi chị nhá, 18k thôi. Chị nào muốn mua set áo gen đang mặc em đang cầm trên tay đây với giá bán là 18k thì các chị hãy chia sẻ đúng không ạ? Hãy comment 18k kèm số điện thoại và chia sẻ cho em nhá, vì cái giá bán này rất là rẻ rồi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok, chị Thanh Dương nhá. Ok, chị Quyên Măn đúng không ạ? Một áo màu hồng áo nào nhỉ? Em chỉ xả cái set áo gen này với giá bán là 18k một set thôi chị nhá. Rồi các chị nào mà muốn mua set áo này cuối đêm với giá là 18k một set thì các chị hãy chia sẻ đúng không? Chia sẻ đúng không ạ? Đêm hôm rồi có ai gọi điện thế này. Ok, chị Đinh Phương đúng không ạ? Rồi
chị nào mà muốn mua set áo ren men với giá là 18k một set áo này thì các chị có thể comment cho em nhé, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Cái set này bên em là set A28, mọi lần em vẫn thường bán đúng không ạ? Hôm nay do số lượng còn tồn rất là nhiều nên em sẽ quyết định xả cái set áo này với giá là 18k nhé. Em đang cầm trên tay đây là một màu nâu nhá, màu nâu tây rất là sang chảnh luôn. Nên chị nào mà muốn săn hàng giá rẻ của em thì các chị hãy comment và chia sẻ đúng không ạ? Chị nào mà có lượt chia sẻ nhất thì em sẽ chốt đúng không ạ? Chị nào mà chia sẻ nhiều nhất với tất cả các hội nhóm thì em sẽ chốt đúng không ạ? Ok nhá, chị Kiều Diễm, ok chị yêu nhá, chị Nhật Minh đúng không ạ? Set bên đang cầm có giá bán là 18k nhé chị Thiều Trâm nhá. Để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Chị nào mà có lượt chia sẻ nhất và tất cả các hội nhóm thì em sẽ chốt trước đúng không ạ? Chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm thì em sẽ chốt cái set này cho chị đấy được không ạ? Nên các chị hãy tương tác tích cực với em nha, cùng nhau tương tác đúng không ạ? Bộ em đang mặc có bán với giá 18.00 đúng không ạ? Chạy quá đi, không muốn. Ok, chị Phạm Miêu của em nha, cảm ơn chị nhá. Rồi, chị nào mà muốn mua set này của em thì có việc comment cho em 18k nhá. Em sẽ chốt cho chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Nên các chị hãy tương tác và chia sẻ với em được không ạ? Địa chỉ của em thì ở Hà Nội nhé chị Phương Loan nhé. Rồi chị Thanh Nhàn này, chị Nhật Minh đúng không ạ? Lấy 18k màu nâu và chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Các chị lưu ý cho em là giá bán này 18k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chọn nhóm cho em nhé. Một set áo ren bên em thì có size nhá, từ size S cho tới size 3XL đúng không ạ? Set này là từ size S cho tới size 3XL, tức là từ 40 cho tới 85kg. Là bên em có đủ size của set này đúng không ạ? Sẽ có đủ size của set này nhá. Nên các chị mua hàng giá 18k của bên em của set này thì cứ việc để lại cho em nhé. 18k kèm theo số điện thoại và nhớ là quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chọn nhóm cho em được không ạ? Em sẽ chọn ra một chị nào có chị có lượt chia sẻ nhiều nhất tất cả các hội nhóm luôn thì em sẽ chốt trước đúng không ạ? Và em sẽ ưu tiên trước các chị nhé. Rồi ok chị Thanh Mai Bùi đúng không ạ? Ok chị Thanh Mai Bùi yêu của em nhá. Hôm nay chị ấy tương tác tích cực với em đúng không ạ? Biết đâu may mắn đúng không ạ? Rồi săn áo giá rẻ với giá là 18k một set này thôi đúng không ạ? 18k và free ship không tính ship đúng không ạ? 18k một set này thôi chị nhá. Áo đang mặc, đây là váy đang mặc chị nhá, đây là váy đấy ạ, váy không phải là áo chị nhá. Lát em sẽ bán cái chiếc váy trên mặc đưng trên người em có hai màu nhá, màu da, màu đen rất là sang luôn đúng không ạ? Và em sẽ qua thật nhanh tất cả các cái mẫu khác đúng không ạ? Không chị ơi, chị Ly Khánh ơi, lát em sẽ qua những mẫu khác đúng không? Em đang xả cái set này trước đúng không ạ? Đang xả cái set này trước nhá. Nên chị nào mà muốn mua cái set này của bên em với giá là 18k một set áo ren này thì để lại cho em comment 18k kèm theo số điện thoại của mình và chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok chị Phạm Thị Thanh Nhàn nhá, ok lát em sẽ bán hàng được không ạ? Ok chị Nguyễn Nguyệt này, ok chị yêu của em nhá, chị Nhật Minh nhá, rồi ok chị Vũ Hiền này rồi. Còn chị nào mà muốn mua set này của bên em với giá là 18k không ạ? Thì các chị hãy nhanh chóng comment cho em nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn được không ạ? Rồi, cái giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm các chị nhá. Các chị ơi, cái set nó rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Nơ của nó thì có thể thắt được rất nhiều kiểu, một thắt kiểu cổ V, hai là các chị thắt kiểu ngang ngang hoặc dọc dọc nghe rất là sang luôn đấy ạ. Ok nhá, chị Nhật Minh, chị Hoàng Kiều Diễm đúng không ạ? Để lại cho em comment nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok, nên chị nào mà có lượt chia sẻ nhất thì em sẽ chốt trước đúng không ạ? Nên các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Chia sẻ để không bị ẩn thì comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Rồi ok, còn chị nào muốn mua set này của bên em được không ạ? Ok chị Huệ Đoàn, đúng rồi chị nhá. Rồi em đang mặc thì em sẽ xả cái set áo ren này trước và em sẽ bán những cái mã khác sau đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi ok chị Thi Trần xin chào này. Rồi chị nào muốn mua chiếc váy bên em, chiếc set áo ren em với giá 18k thì các chị hãy nhanh chóng comment cho em nhé. 18k kèm theo số điện thoại và quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Để mua áo bên em với giá 18k thì các chị làm đủ số bước cho em nhé. Bước đầu tiên các chị comment 18k kèm theo số điện thoại của mình. Bước thứ hai là chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok chị Mạnh Phương Khả Duy nhá, bây giờ mới thấy comment của chị nhá, chị có thể comment lại để em trả lời câu hỏi của chị đúng không ạ? Ok chị Thi Trần nhá, set áo này thì bên em hiện tại có đủ size nhá, từ size S cho tới size 3XL nhá. Tức là từ 40 cho tới 85kg là bên em có đủ size của set áo này đúng không ạ? Nên các chị hãy để lại cho em comment và nhớ quay ra chia sẻ về cái giá bán này. Là cái giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em nhá.
Để mua set áo này bên em với giá là 18k thì các chị chỉ việc làm cho em hai bước nhá. Bước đầu tiên là các chị comment 18k và kèm theo số điện thoại của mình. Bước 2 quay ra chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Em sẽ chọn ra những cái chị nào mà có lượt chia sẻ nhất tất cả hội nhóm được không ạ? Em sẽ chọn ra những chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm được không ạ? Em sẽ chọn ra nhá. Em đang mặc trên người là một chiếc đầm đúng không ạ? Một chiếc đầm nó dài qua đầu gối một chút. Lát nữa em sẽ bán cái mẫu này sau, bây giờ em đang xả cái set này trước đúng không ạ? Ok, chị Hạnh Phúc không chỉ riêng em nha, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Thùy Dung ơi, áo này 18k nhé, để lại cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Giá bán áp dụng chia sẻ. Ok chị Huệ Đoàn này, chị Lê Nguyễn Kim Nguyên nhá. Xin chào, em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi ok chị thân Thiên Ân này. $18k một set chị nhá. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm. Hiện tại đang cầm trên tay em là một chiếc size S nhá. Còn cái chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok chị Huệ Đoàn này, em sẽ chọn ra đúng không ạ? Em sẽ chọn ra những chị nào mà có lượt chia sẻ và tương tác tích cực nhất với bên em đúng không ạ? Để mua set áo bên em với giá là 18k thì chị Thu Hiền chỉ việc comment nhá, 18k và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment. Rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em nhé chị nhé. Em sẽ chọn ra những chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm các chị nhé. Nên các chị hãy tương tác tích cực với em và chia sẻ thật nhiều để mua áo bên em với giá 18k đúng không ạ? Rồi các chị ơi, muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhé. Đúng không ạ? Em sẽ chốt cái mã này trong khoảng 3 phút nữa là em sẽ kết thúc cái mã này và em sẽ chuyển sang cái mã khác đúng không ạ? Nên còn chị nào mà muốn mua set áo bên em với giá là 18k thì các chị hãy nhanh chóng comment cho em trên cùng một dòng 18k và kèm theo số điện thoại của mình. Rồi sau đó là em sẽ qua cái mã khác thật nhanh đúng không ạ? Em sẽ qua những cái mã khác của bên em thật nhanh nhá chị nhá. Nên các chị nhanh chóng cho em chốt cái mã 18k trong khoảng 3 phút nữa thôi đúng không ạ? Trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ chuyển sang cái mã khác luôn các chị nhá. Em sẽ bán cái mã khác luôn đúng không ạ? Nên còn chị nào mà chưa mua được áo bên em với giá là 18k thì các chị hãy chia sẻ cho em nhá. Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên like nhé. Chị Tường Vi ơi, chị 63kg, chị mặc size XL cho em đúng không ạ? Áo này em có đủ size, hiện tại đang cầm trên tay em là một chiếc size S nhá. Còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Một set áo ren em rất là đẹp luôn, với giá bán của nó là 18k một set thôi. Nên chị nào mà yêu thích cái set áo ren của bên em thì để lại cho em nhé. 18k kèm theo màu nâu và kèm theo số điện thoại của mình. Và sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhé. Để mua áo bên em với giá 18k thực sự rất đơn giản luôn các chị nhé. Áo đang cầm có size XL chị Vũ Nguyệt nha đúng không ạ? Em sẽ chọn ra những chị nào mà có lượt chia sẻ và tương tác tích cực nhất với bên em và em sẽ công bố cuối livestream đúng không ạ? Ok chị Thùy Linh Nguyễn nhá, 41kg thì chị mặc size S cho em đúng không ạ? Chị Thùy Linh Nguyễn nhá. Chị 41kg mặc size S cho em nhá. Chị Nga Huỳnh ok chị này. Chị Quỳnh Hương 18k ok, chị đã chia sẻ cho em chưa? Giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em nhé. Ok, chị Hoàng Vi một set màu nâu đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm chưa ạ? Ok, chị G Ngọc Hân đúng không ạ? Một chiếc màu nâu 50kg mặc size M cho em ấy chị nhé. Chị Ngọc Huyền ok, chị yêu của em này có chia sẻ nhiều thì có đúng không ạ? Nếu mà đúng thì em sẽ kiểm tra và em sẽ chốt cho chị 18k đúng không ạ? Nếu mà đấy là sự thật nhé chị nhé. Rồi ok, chị Nhật Minh về tương tác với em rất là nhiều đúng không ạ? Chị Bảo Huệ ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị nào mà chưa chia sẻ các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mua áo bên em với giá là 18k đúng không ạ? Em sẽ công bố những chị mua được áo này bên em với giá là 18k ở cuối cái livestream này. Kết thúc livestream này em sẽ công bố trên trang chủ của shop Giáng My. Nên các chị hãy nhớ theo dõi để em chốt đúng không ạ? Rồi ok nhá, rồi nhanh chóng cho em đếm qua cái mã khác thật nhanh đúng không ạ? Ok, chị Kim Yến thấy comment của chị rồi nhá, thấy comment của chị Thiều Trâm rồi đấy ạ. Chị Nga Hoàng Bích Phương đúng không ạ? Váy em lát em sẽ bán váy đúng không ạ? Còn bây giờ em đang qua cái mã set A28 này trước đúng không ạ? Chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất và tương tác tích cực nhất với em thì em sẽ chọn ra những chị đấy nhá. Và sẽ công bố ở trên trang chủ của shop Giáng My nên các chị nhớ theo dõi. Biết đâu mình là người may mắn đúng không ạ? Ok, chị Nhật Minh này, chị Trương Trương, chị Vũ Thắm đúng không ạ? Chị Nhật Minh hôm nay tương tác với em cũng khá nhiều đúng không ạ? Thì chị ấy tương tác thật nhiều hơn nữa đi để lát nữa. Có gì nhớ đâu chị là người may mắn mua váy bên em, áo bên em với giá là 18k đúng không ạ? Ok nhá, chị Phương Chi nhá. Ok, chị yêu của em này, em sẽ chọn ra những chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm và sẽ công bố ở cuối livestream ở trên trang chủ của shop Giáng My nhá. Kết thúc cái livestream này em sẽ công bố những chị nào mà sẽ mua được chiếc set áo này của bên em với giá là 18k đúng không ạ?
60kg, chị bán size XL cho em nhé, chị Lý Kính nhá. Đây là dài tay nhé chị nhá, đây là dài tay rất là sang luôn. Một set của nó thì bao gồm áo 2 dây bên trong và cái set áo ren bên ngoài chị nhá. Rồi em sẽ chuyển qua cái mã khác ngay lập tức bây giờ, nên các chị nhanh chóng cho em để em sẽ chuyển qua mã khác đúng không ạ? Chị Mỹ Linh ơi, 57kg chị mặc size L cho em thì nhá. Mặc size L cho em đúng không ạ? Em sẽ qua những cái mã khác ngay lập tức luôn. Nên còn chị nào mà muốn mua chiếc váy này của bên em thì cứ để lại cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại để em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Rồi, các chị ơi, các chị lưu ý cho em này, cái set này thì em sẽ công bố những chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm và tương tác tích cực nhất với bên em đúng không ạ? Thì em sẽ công bố ở cái cuối cái livestream này và kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Ok, chị Hương Lê, chị nói thế nhiều mệt không? Nói lưu loát thật đúng không ạ? Em nói một ngày rất là nhiều trang tại vì em là nhân viên mà. Ok, chị Yên Lạnh nhá. Ok, chị Yên Lạnh này. Rồi mình thấy comment của chị Yên Lạnh nhá chị nhá. Ok, em sẽ bán váy đúng không ạ? Bây giờ là các chị đừng comment 18 cái nữa, em sẽ chuyển qua bán váy luôn đúng không ạ? Ok, chị Ngọc Huyền này, nhớ là chia sẻ thì có đúng không ạ? Đúng thì em sẽ chốt 18k ngay vào luôn đúng không ạ? Chị Ngọc Huyền nhá. Rồi, những chị nào mà có lượt chia sẻ và tương tác nhiều nhất với bên em thì em sẽ công bố những chị đó ở trên trang chủ của shop dáng Mi Band sau khi kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Nên các chị hãy nhớ tương tác và tích cực với bên em từ đầu like đến cuối like nhá. Hoặc có thể chụp lại màn hình cho em và gửi qua inbox của bên em để em kiểm tra lượt chia sẻ của các chị đúng không ạ? Ok, chị Nhật Minh nhá, chị Ngô Hoàng Bích Phương đúng không ạ? Các chị lưu ý cho em nhá, để mua set áo này bên em với giá là 18k này thì các chị hãy comment 18k và tương tác với shop em đúng không ạ? Em sẽ chọn ra những chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất vào tất cả các hội nhóm và sẽ công bố ở cuối cái livestream này đúng không ạ? Sau khi kết thúc cái livestream này, em sẽ công bố trên trang chủ của shop dáng Mi nhá. Nên các chị là nhớ chia sẻ và để chế độ công khai cho em đúng không ạ? Còn bây giờ là em sẽ qua một cái mã khác đúng không ạ? Em sẽ qua một cái mã khác nhỉ em nhá. Ok, chị Nhật Minh nhá, hôm nay tương tác với em rất là nhiều. Không biết hôm nay chị có may mắn không, thì lát nữa em sẽ check tin nhắn của chị nhá. Check cái lời chia sẻ của chị đúng không ạ? Em sẽ qua nhanh từng mẫu một nha, tại vì giờ cũng khá muộn rồi đúng không ạ? Em sẽ qua nhanh tất cả các mẫu nhà em thật nhanh nhá chị nhá. Rồi, bây giờ em sẽ qua một cái mã khác đúng không ạ? Còn cái mã set A28 em thì em sẽ công bố những cái chị mua được áo bên em với giá là 18k nhá. Ở trong khi sau khi kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Rồi em sẽ quay ra bán hàng luôn các chị nhá. Lên bây giờ các chị vui lòng không comment 18k nữa mà em sẽ quay ra bán hàng cái mã này nhà em đúng không ạ? Hiện tại thì em đang mặc trên người là một cái chiếc đầm rất là xinh luôn đúng không ạ? Một chiếc đầm rất là xinh luôn các chị nhá, rất là xinh luôn. Cái mã của chiếc đầm này là mã V8 các chị nhá. V8 thì em có giá bán là 170.000 đúng không ạ? 170.000 nhá. Ok chị Ô Ngọc Hân, hãy tương tác tích cực với em để em cuối livestream, sau khi kết thúc cái livestream này, em sẽ chọn ra những chị nào có lượt chia sẻ vào tất cả các hội nhóm nhiều nhất. Em sẽ chọn ra và em sẽ công bố những chị đó ở trên trang chủ shop dáng Mi đúng không ạ? Ok nhé, chị Hoài Liên đúng không ạ? Áo đấy thì bên vẫn bán 210.000 nhé, chị Hoài Liên nhá. Set đấy là set A28 đúng không ạ? Còn những chị mà chúng mua 18k bên em thì em sẽ công bố ở trên trang chủ shop dáng Mi đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ qua cái chiếc váy này của bên em nhá. Hiện tại thì em đang cầm trên tay là một chiếc váy mã V8 đúng không ạ? Váy mã V8 em rất là xinh luôn các chị nhá. Mã V8 em rất là xinh luôn, với giá bán của cái mã V8 này nhà em có giá bán là 170.000 đúng không ạ? Nên chị nào mà yêu thích cái mã V8 nhà em thì để lại cho em comment nhé. V8 kèm theo màu và kèm theo số điện thoại, với giá bán của cái chiếc váy này là 170.000 đúng không ạ? Em sẽ qua thật nhanh tất cả các mã khác nhà em đúng không ạ? Hôm nay nói rất là nhiều cho tất cả các like luôn. Ok, chị Lala, em thấy comment của chị rồi nhá, chị Nana nhá. Xét giờ thì em không có đâu ạ. Cho chị xem A28 đúng không chị Eli, chưa, em có vừa dơ xong rồi đấy ạ. Cái A28 của bên em, khi mà những cái chị nào mà không may mắn mua được áo bên em với giá là 18k thì các chị vẫn mua giá gốc của nó là 210.000 một set áo này chị nhá. 210.000 đúng không ạ? Chị 1m50, chị lặng 45kg thì chị mặc size S cho em nhé chị nhá. Chị Hoài Niên đấy, A28 210.000, ok chị yêu của em nhá. Rồi, cho ơn hào chị luôn rồi đấy ạ. Ok, chị Hạnh Phúc không chỉ riêng em đúng không ạ? V8 45kg mặc size S cho em nhá chị nhá. Để lại cho em V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Huệ Đoàn này, có đầm có tay em không có nhá. Chị Xuân Phạm, ok xin chào này. Áo lưới phía sau là, đây là chân váy, đây là chân váy của nhà em, không phải lưới đâu ạ. Đây là chân váy nhá, chân váy rất là đẹp luôn, với giá bán của nó 260.000 thôi, chưa lên mới có like đấy ạ. Đây là chân váy, gọi là chân váy xếp tầng nhá. Chị nào mà yêu thích cái chân váy nhà em thì để lại cho em nhá, chân váy và kèm theo số điện thoại. Chân váy hiện tại bên em có giá bán là
260.000 đúng, rất là đẹp luôn nhá. Ok chị Vui Ly, Vui Lê lấy V8 comment cho em V8 kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Em sẽ qua lại đúng không ạ? Chị Duyên Ngô đúng không ạ? 170.000 một chiếc thì nhá. Em sẽ qua lại từng mã của chị nên các chị khi mà em qua mã thì chị nào thích cái mã nào thì các chị cứ để lại cho em nha, comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp luôn các chị nhá. Váy đang mặc 170.000 nha chị Thu Nga nhá. Rồi, em xin phép nói qua này. Em đang mặc trên người là một cái mã V7 với giá bán của cái chiếc V7 này thì là giá bán 170 các chị nhá. Giá bán của nó là 170. Nên chị nào mà thích cái mã này của bên em thì để lại cho em nhá. V7 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Mặc rất là sang luôn chị nhá. Em thấy chị Ái Phương, chị Thu Trần rồi nhá. Chị Thu Nga đúng không ạ? Chị Ngân Nguyễn đúng không ạ? Mới đặt buổi trưa nay thì bên em vẫn đang gọi điện chốt hàng chị nhá. Thì chị đợi điện thoại của bên em đúng không ạ? Rồi còn chị nào mà yêu thích cái mã V9 nhà V8 thì em thì cứ việc comment cho em nhé. V8 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Còn đây là cái mã V9 nhà em nhé. Mã V9 nhà em thì vẫn có giá bán là 170.000 lúc trưa em có bán đúng không ạ? Mã V9 nhà em đây là màu đỏ đất đúng không ạ? Đây là màu đỏ đất nhá. Còn đây là màu da đúng không ạ? Đây là màu đen nhá, giá bán là 170.000 đúng không ạ? Rồi ok được chưa ạ? Đây là mã V9 nhá. V9 được chưa ạ? V9 được chưa ạ? V9 nhá. V7 đúng không ạ? V7 68kg mặc size XL cho em để lại nhá. V mã kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Em sẽ qua một mã khác đúng không ạ? Chị ơi V8 nhà em thì V8 có giá bán là 170 nhá chị Vui Lê, để lại cho em V8 nhá. Rồi để lại cho em V8 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Ok chị Hạnh Phúc không em lấy V8 đúng không ạ? Rồi ok chị Lê Trương lấy A28 một lô. Ok chị nhá, 210.000 đúng không ạ? Ok cả chốt đơn hàng chị rồi nhá. Chị Khang Vũ em thấy comment của chị rồi, chị Khánh Lan thấy comment của chị rồi nhá. Em sẽ qua một cái mã khác nhà em đúng không ạ? Cái mã này nhà em là cái mã áo 2 dây kẻ hồng nhà em, có mã là A7 nhá. Hôm trước là A7 bán rất là chạy luôn đúng không ạ? Mã này thì bên em có mà giá là 160.000 đúng không ạ? 160.000 chiếc một lọc áo đây thôi. Nên chị nào mà yêu thích cái mã A7 nhà em thì comment cho em A7 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình nhá. A7 rất là sang luôn này, rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Chân váy màu trắng chị Lê Trương 65kg mặc size XL cho em nhá. Chị muốn xem chân váy màu trắng hay chân váy màu đen? Chân váy màu trắng bên em thì có giá là 260.000 đúng không ạ? Mặc rất là sang chảnh luôn các chị nhá. Của nó là 3 tầng chất liệu van ren vô cùng mát luôn chị nhá. Đầm đen mặc là mã V8 và với giá bán của nó 170.000 chị Thanh Thanh nhá đúng không ạ? Đầm đen đang mặc trên người là có hai màu, màu da, màu đen và với giá bán của chiếc váy này là 170.000 đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Còn chân váy đang cầm trên tay đây là 260.000. Chị nào thích cái mã nào cứ chụp lại màn hình cho em và gửi qua inbox của bên em đúng không ạ? Chân váy bên em rất là đẹp, rất là sang luôn đúng không ạ? 260.000 thôi. 260.000 một chiếc đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Rồi em sẽ qua mã khác đúng không ạ? Đầm đen chị mặc có size 69kg không? Có size nhá. 69kg mà size 2XL cho em thì Thanh Thanh để lại cho em V8 nhá. Chị Kim Cúc ơi, áo đen ở dưới đúng không ạ? Áo đen đây là mã này là mã V9 đúng không ạ? Mã này mã V9 nhá. Em dơ mã nào ra thì các chị thích mã nào các chị cứ việc comment cho em mã và kèm màu và kèm theo số điện thoại của em nhá. Chị Thanh My ơi, chị mét 65 mặc ok chị nhá, có size chị nhá, có size đấy ạ. Đầm đen 40kg mặc size cho em để lại cho em V8 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V8 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Chị muốn xem lại A28 giá 210.000 đúng không chị Hoài Niên? Em có vừa rơi chị xem rồi đấy ạ. A28 em thì là cắt được rất là nhiều kiểu nơ nhá, với giá của nó là giá gốc của nó 210.000 nhưng mà chị nào mà trúng mini game của em thì được mua về giá là 18k nhá. Em sẽ công bố cuối cái livestream này, sau khi kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn đúng không ạ? Em sẽ quang nhanh các mã khác nhà em luôn đúng không ạ? Em sẽ qua cho chị một cái mã đầm đi tiệc rất là sang luôn, có hai màu, màu trắng và màu đen, rất là sang luôn các chị nhá. Ok chị Nhâm Nguyễn lấy V8 đen đúng không ạ? Rồi em sẽ qua mã khác nhá. Em cao mét 6, em là 47kg và hiện tại đang mặc size S nhá chị nhá. Ok chị Hương Thủy đúng không ạ? Chị lấy mã 8 53kg ok chị nhá. Chị mét 64, chị lặng 53kg mặc size M cho em, để lại cho em mã và kèm màu cầm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị mặc màu kia xem nào đúng không ạ? Màu da thì em có livestream ở tối qua chị nhá, rồi nhá. Đầm mặc là mã V8 với giá bán 170 chị Lan Anh nhá đúng không ạ? Đầm đang mặc trên người thì có hai màu nhá, có hai màu rất là đẹp, rất là sang luôn này, với giá bán của nó thì là 170.000 thôi, rất là sang luôn. Ok ok chị yêu của em không sao nhá. Chị Thùy Trân đúng không ạ? Đầm V8 170.000 chị nhá. Em ở ngoài Hà Nội nhá, chị tặng với anh Quỳnh nhá. Chị Nguyễn Kim Nguyễn ơi, váy đang mặc 170 với giá mã của nó V8 rất là sang luôn nhá, có cái nơ rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đúng không ạ? Đầm đang mặc 170 nhá chị nhá, chị Cường Hồ nhá. Váy đi biển rất là nhiều luôn, em sẽ qua nhanh các mẫu cho chị xem vì lượng khá muộn rồi đúng không ạ? Chị Thanh My mét 65 nặng 51kg mặc size M cho em đúng không ạ?
thử đấm trắng trên tay đi đúng không ạ? Em đừng rất là ngại thủ luôn. Đấm trắng trên tay em có giá bán 260 nhá. Chiều thức cái mã này thì chụp lại màn hình cho em nhá. Chụp lại ngay và liền cho em đúng không ạ? Rồi, ngay và liền cho em nhá. Các chị để em một chút rồi em đi sạc cái pin đúng không ạ? Tại vì cái pin nó yếu rồi, live suốt từ chiều đến giờ rồi nhá. Ok, em cảm ơn anh Ba Du Hồ nhá. Cái đen mã V8170 chị Cường Hồ nhá, dâm ôm thì em có nhá chị nhá. Chị Sobon 1m52 là 44kg mặc size S cho em chị nhá. Mã là V8 để lại cho em V8170 đúng không ạ? Em sẽ xin nhắc lại nhá. Ok, chị đầm đen lấy V8 màu đen 560kg mặc size XL cho em này. Đầm trắng thì có đen. Chị ơi, đầm trắng này thì em có đen nhá, với giá bán 260 nhá, chụp lại màn hình cho em đúng không ạ? Đầm trắng này thì bên em có hai màu, màu trắng màu đen, đi tiệc rất ok, mặc và kết hợp với cả một cái đôi giày cao gót rất là sang luôn chị nhá. Tay lỗ thì bên em không có, bên chỉ có cộc tay thôi chị ạ. À, em sẽ qua một cái mã khác nhé, em V16 đúng không ạ? Dăm hoa quần dài ôm đúng không ạ? Chị Nguyễn Đoàn Vân ơi, dăm thì bên em chỉ có dăm trễ vai và là dăm dăm trễ vai là dăm 2 giây thôi chị ạ. À, sơ mi thì chị có thể xem ở cái livestream trước nhà em nhá. Ok, chị Thu Tâm xin chào này. Thử đầm trắng trên tay đi đúng không ạ? Em giờ này em khuya rồi, em rất là ngại thủ luôn. Em sẽ làm một cái live về cái váy này sau chị nhá. Mặc là rất là sang luôn. Chân váy xòe, chân van, mặc trễ, mặc là hai kiểu trễ vai và không trễ vai. Chiếc váy này thì em hiện tại đang bán với giá là 260 chị nhá. 260, chiều thích thì có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox cho em nhá. Cái váy này thì rất là đẹp luôn. 260, có hai màu đen và màu trắng. Hiện tại đang cầm trên tay đây của em là một chiếc size S nhá, một chiếc size S. Còn cái size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều được chưa ạ? Còn em sẽ qua lại cái mã này nhé em nhé. Cái mã chị làm yêu thích cái mã V16 của em thì comment cho em V16 nhé. V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Chụp lại màn hình cho em nhé để em sẽ qua cái mã khác ngay tức được không ạ? Cái váy này thì mặc bầu ok nhé chị Huyền Hường nhé. Mặc bầu ok luôn đúng không ạ? Em đang mặc trên người là một cái mã V9 nhé. V9 rất là đẹp, V8 rất là đẹp luôn. Với giá bán của nó là 170.000 thôi. Chị nào yêu thích cái mã V9 nhà em, V8 nhà em thì để lại cho em nhé. V8 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Cọc tay đúng không ạ? Cọc tay mặc đi tiệc thì em có nhà em chuyên trễ vai thôi chị ạ. Nhà em chuyên trễ vai thôi chị ạ. Cọc tay nhưng mà trễ vai được không ạ? Chị Minh Vi ơi, đây em đang mặc trên người là mã V8 với giá bán 170 đi ạ. Em ở ngoài Hà Nội nhá. Đầm vàng mã V16 với giá bán là 165.000 nhá chị Hoàng Lan nhá. Comment mã kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Em sẽ qua một cái mã khác với em đúng không ạ? Chị nào mà yêu thích cái mã dăm này em đúng không ạ? Dăm nhà em thì là dăm này dăm trễ vai nhá. Thì comment là dăm trễ vai mặc được hai kiểu, dăm trễ vai này dăm rất là sang luôn. Mặc rất nhiều kiểu luôn, trễ vai và không trễ vai cực kỳ rất là sang luôn các chị nhá. Đây là dăm quần nhá, đây là quần các chị nhá. Em ở ngoài Hà Nội chị Hạnh Phúc không điều chỉnh em nhá. Cho chị coi cái màu trắng lúc nãy bằng màu đen đúng không ạ? Màu đen đây chị này. Cái mã vừa xong của bên em ấy có cả màu đen các chị nhá, có màu đen rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Nên chị nào mà thích cái mã nhà em thì cái mã vừa xong em vừa giơ lên ấy thì các chị có thể chụp lại màn hình cho em nhá. Chân váy bên em giá 260 nhá chị nhá, xem ở ngoài Hà Nội chị Trâm Nguyễn. Ok này, chị Phạm Đăng Hiếu comment cho em này, các chị ơi có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Bùi Hiền đúng không ạ? Váy đang mặc mã V8 vừa giá bán 170 chị nhá, comment cho em nào. Chị Đăng Hiếu cũng comment để lại kèm theo số điện thoại cho em nhá. Váy đang mặc thì chất liệu rất là đẹp luôn, rất là sang luôn chị này.
rất là sang luôn chị nhá. Để lại cho em V8 kèm màu và kèm theo số thẳng của mình trên cùng một dòng comment cho em. V8 nha em thì có hai màu nhá, màu da màu đen rất là sang, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em sẽ qua lại cái mã vừa xong của chị đang hỏi đúng không ạ? Đây là cái mã vừa xong nhà em đây ạ. Đợt này các chị mặc đi đám cưới hoặc đi tiệc rất là sang luôn nhá. Chị mét 63 mà chị nặng 54 kg, mặc size M cho em nhá, chân váy ren tầng 260 nhá. Chị Suzy Anh ơi, bộ đang mặc là váy đang mặc của em thì giá 170 với mã là V8 được chưa ạ? B8 nhá. Không hở chị nhá, mặc bầu ok thoải mái luôn. Ok chị Ngọc Hân rồi ạ. Rồi còn chị làm yêu thích cái mã này nhà em thì có thể chụp lại màn hình cho em đúng không ạ? Mặc được hai kiểu nhá, trễ vai và không trễ vai, rất là sang, rất là xinh luôn. Vừa xong thì em có rơi các chị một mã màu trắng đúng không ạ? Em đang cầm trên tay tất cả ở đây thì đều là size S hết, còn cái size M, size L sẽ to hơn rất là nhiều. Tại vì thường thường em vẫn hay mặc size S mà. Màu trắng. Em không có hình gì ạ, em chỉ có hình người thật thôi. Người thật, việc thật. Chị Thúy Ngô ơi, mã V8 170 chị nhá. Chị Thúy Ngô để lại cho em comment nhá. Chị Hà Vi cũng thế này à, mặc đi làm ok chị yêu này. Rồi ok chị Thảo Đặng này, váy đang mặc có hai màu nhá, màu da và màu đen nhá chị Thảo Đặng nhá. Comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại nhá. Ok chị Hà My lấy ra comment cho em nhá. Mã kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? Mã V8 nhá, màu da kèm màu kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn. Đây là mã V8 của em thì vẫn có giá 170 nhá. Chứ chị chỉ việc comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại đấy ạ. 55m, chị 55kg mặc size L cho em nhá. Để lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. À, chị Mai Huyền ơi, V8 có đủ size nhá, đang mặc trên người là size S nhá chị Mai Huyền nhá. Comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em thì mới chốt được hàng đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. V8 em có giá bán 170 được chưa ạ? V8 170 nhá. Mấy cái hồng tím treo phía sau đúng không ạ? Chị hỏi mã nào nhỉ? Rồi xem hồng trên móc đúng không ạ? Em sẽ qua nhanh cất mẫu chị xem đúng không ạ? Váy trắng 260 chị Minh Vi nhá, váy trắng có cả màu đen và màu trắng rất là sang luôn. Váy dây 170 chị Phan Mắc nhá. Chị Subon comment cho em số điện thoại, không được phải comment cho em cả mã và số điện thoại, mã và số điện thoại trên cùng một dòng đúng không ạ? Mẫu đang mặc thì có hai màu nhá, mã là V8 với giá bán 170 đúng không ạ? V8 với giá bán 170 đúng không ạ? Size M mình mặc được ok nhá, có size nhá. Bên em còn gọi điện một lần chốt hàng với các chị luôn, nên các chị đừng lo, không phải lo đâu ạ. Chị Băng Si ơi, váy này bên em có giá bán là 170, mã là V8 nhá. Các chị ơi có mã có số điện thoại mới chốt được hàng. Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Em sẽ xem qua chân váy các chị xem nhá. Chân váy bên em thì vẫn là 260 như mọi lần thôi ạ. Có màu đen nhá. Màu đen màu trắng rất là đẹp, rất là sang luôn. Thực sự cái này mà chân váy rất là sang luôn đấy ạ. Mặc thì rất là sang, vô cùng sang chảnh luôn nhá. Body màu đen thì chị có thể xem like cũng như body thì em chỉ có một phối ren thôi chị ạ. Ok chị Hoàng Loan xin chào. Ok chị Hường Thúy Nguyễn đúng không ạ? V8 170 nhá chị Cao Thu Thảo nhá. 30.000 tiếng ship với các tỉnh thôi ạ. Váy này đi biển mà quá ok luôn, và các chị có thể mặc váy đi biển này này. Có thể mặc màu này ok luôn chị nhá. Đây là mã V16 nhá. Mã này mã V16 có giá bán là 165.000, còn mã đang mặc trên người thì có hai màu nhá. Mã là V8 170.000, màu da đây ạ, đây là màu da, đây là màu đen đúng không ạ? Rồi, cứ việc comment cho em mã kèm màu ok. Chị Trang Lưu, chị Vân Bani chốt đơn rồi, chị Thảo đã chốt đơn rồi nhá. Ok chị Nguyễn Huyền thấy chị rồi đấy ạ. À, chân váy hồng đúng không ạ? Ok chị yêu nha, em sẽ cho chân váy hồng đúng không ạ? Đây là chân váy màu nút đúng không ạ? 260 chị nhá. Chân váy màu nút rất là đẹp, rất là sang luôn. Chị nào mà yêu thích chân váy này em thì comment cho em nhá. Chân váy thì nó có nhiều tầng hơn 2 4 6 tầng, còn cái chân váy chỉ có 3 tầng thôi các chị nhá. Lấy cái nào có comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại cho em trên cùng một comment nhá. Rồi ok. Em chốt đơn tất cả các chị rồi nhá. Cứ việc comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi. Ok chưa ạ? Chân váy bên em thì vẫn có giá là 260 nhá. Mặc đi tiệc thì vô cùng sang luôn, vô cùng sang trọng luôn đấy ạ. Hoặc là chiếc chị có thể thích mặc với chân váy màu đen ấy, kết hợp với tất rất là nhiều thứ luôn. Rồi, cho chị xem váy da. Ok, chị chân váy hồng dài tới lỡ lỡ chị ạ, đến gần tới mắt cả chân thôi chị nhá. Váy đang mặc có size to, size nhất là size 3XL chị Thảo Đặng nhá, to nhất 3XL luôn. Còn hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S, tại vì em cao mét 6m47kg thì thường thường mặc size S chị nhá. Rồi xem màu đen của chân váy trắng đúng không ạ? Đen cho rơi các chị xem nhá. Chân váy đen rất là sang luôn đấy ạ. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V16 nha em thì cứ việc comment cho em nhá. V16 vừa giá bán của nó là 165.000 thôi. Còn chị nào mà thích cái set nó vừa xong thì cứ việc comment cho em nhá. Chân váy thì mặc vô cùng sang luôn, kết hợp với rất là nhiều thứ luôn nhé chị nhá. Rồi cứ để lại cho em này mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Huyền lấy chân váy trắng comment cho em kèm theo số điện thoại của mình chị nhá.
chị cầm lại bộ trễ vai được không ạ? Rồi ok, em sẽ cho chị xem từng mã một nhá. Nói lại mã váy đen với váy trắng lúc nãy đi ạ. Váy cái mã đấy là mã A9 chị nhá. Chị Minh Vi, mã này mã A9 chị nhá. Ok chị Hoàng Loan đúng không ạ? Rồi ok chị yêu của em này. Em sẽ qua lại cái mã này cho các chị xem nhá, đúng không ạ? V9. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V8 như em thì cứ việc comment cho em nhá. V8 với giá bán 170, thực sự là cái màu da rất là sang luôn. Các chị có biết không nhá, hai cái dây này của nó thực sự là mặc rất là sang, rất là xinh luôn đúng không ạ? Giá 170 nhá chị Như Nguyễn nhá. Còn chị Minh Vi mã là A9 chị nhá. Đầm đi tiệc ok em cảm ơn chị nhá. Chị Phan Quỳnh Trâm muốn lấy mã nào thì cứ việc comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Ok chị Nguyễn Huyền cho số điện thoại rồi đúng không ạ? Ok này. Rồi em sẽ qua lại cái răng đúng không ạ? Chị nào mà vẫn yêu thích cái mã chân váy nhà em thì cứ comment cho em nhá, cho comment cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình. Chân váy này màu đen thì có thể kết hợp rất nhiều thứ luôn nhá chị nhá, rất là sang luôn. Thực sự là em mặc cái set này cũng rất là sang luôn chị nhá, rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Chân váy vô cùng sang luôn, vô cùng đẹp luôn đấy chị nhá. Em sẽ qua lại một cái mã này nhé em ạ, cho những chị vào sau đúng không ạ? Ok chị Phan Bắc chốt đơn rồi nhá. Cứ để cho em lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại đấy, rất là đơn giản luôn đúng không ạ? Rồi ok chị Nhi Nguyễn ơi, cái váy đang mặc của em là mã V8 vừa giá bán 170 chị Nhi Nguyễn nhá. Comment cho em như các chị đang comment đúng không ạ? Chị xem này A9 đúng không ạ? A9 đen ok chị này. Chị cầm lại đầm đi đúng không ạ? Qua mẫu đi buồn ngủ quá. Nhiều chị hỏi em nhiều mã quá chẳng biết nói cầm mã nào trước bây giờ. Đây là cái đầm đi tiệc nhà em với mã là A9 của nó đây ạ. Mã này là mã A9 nhá, với giá bán là 260, mặc được hai kiểu nhá, trễ vai và không trễ vai đúng không ạ? Có màu trắng và màu đen rất là sang luôn các chị này. Các chị ơi, cái váy này thì nó có một cái mút ở bên trong ấy. Các chị có thể mặc với bra này hoặc là mặc không mặc gì cũng đều ok hết nhá, đúng không ạ? Nếu mà các chị muốn nâng ngực thì các chị có thể mặc với bra thì rất là sang luôn, rất là sang trọng luôn các chị nhá. Rất là sang trọng luôn nhá. Váy này bên em thì giá bán là 260, với mã của nó là mã A9 các chị nhá. Chân váy 260 chị sót út nhá, chân váy 260 chị nhá. Em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Chị Mai Huyền ơi, chị V8, chị mét 65, chị nặng 57 kg thì chị mặc size size L cho em chị Mai Huyền nhá. Chị Hoàng Lan có thể comment lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Chị ơi, bên em giao hàng trên toàn quốc chị Bích Phương nhá. Em ở ngoài Hà Nội chị Duyên Duyên nhá. Áo trên người đang áo trên người chị bao nhiêu? 170.000 chị Trang Lê với mã là V8 comment cho em. V8 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Có hai màu này, màu da màu đen rất là sang luôn nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã này nhà em thì để lại cho em hoặc chụp lại màn hình cho em nhá. Mã này hiện tại đang cầm trên tay size S, của người size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Còn đang cầm trên tay là size S đúng không ạ? Mặc được hai kiểu trễ vai không trễ vai rất là sang luôn nhá. Với mã của nó là mã A9. Chị Minh Vi lấy cái mã nào chị có thể comment lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng. Chị comment mỗi số điện thoại không thì sẽ cho đơn hàng của chị đi nhá. Ok, chị Minh Vi lấy A9 đúng không ạ? Chị Minh Vi comment lại cho em trên cùng một dòng đúng không ạ? A9 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment. Vì chị comment mã và số điện thoại không thì mã một dòng, số điện thoại một dòng sẽ cho đơn hàng của chị đấy ạ. Rồi ok, chị Thảo Đặng Mai sẽ đơn với chị nhá. Áo đang treo phía sau có bán không? Áo nào chị nhỉ? Ship nội thành là 25.000 chị nhá. Chị Bích Phương ơi, chị cứ cho em chiều cao có nặng thì em sẽ chốt đơn hàng của chị đúng không ạ? Rồi ok chị Loan nhá. Váy đang mặc chị 40 kg mặc size S cho em nhé, chị Duyên Duyên nhá. Comment cho em V8 kèm màu cần số điện thoại cho em đúng không ạ? Độ cao em xem với là cái gì ạ? Chị ơi còn sale 18k sẽ công bố sau ở cuối livestream nhá chị nhá. Ok chị Minh Vi đấy comment thấy có phải không chị chơi đơn hàng không ạ? Đây là V8 170 nhá. Em sẽ qua một cái mã trễ vai khác đúng không ạ? Còn chị nhá, em sẽ ra qua răng đúng không ạ? À đây, em còn một cái mã rất là xinh luôn các chị này. Váy này gọi là váy suông ấy, rất là sang luôn. Mã này mã A10 nhá chị nhá, A10. Chất liệu thun thì vô cùng mát luôn. A10 nhà em thì có giá bán là 180.000 nhá. Chị nào yêu thích cái mã A10 nhà em thì chụp lại màn hình hoặc là gửi quen móc cho em hoặc là comment A10 nhá, kèm theo số điện thoại nhá. Ok chị coi lại, chị muốn coi lại dăm đúng không ạ? Ok chị đợi em một chút đúng không ạ? Ok chị Ngọc Huyền nhá. Chị Phương Lê này, váy chân váy 260 nhá, chân váy 260 có rất nhiều màu luôn nhá. Màu nu, màu khói, màu trắng và màu đen rất là sang luôn đấy ạ. Chị Phương Lê này, bốn cái treo phía sau là 260 nhá, đấy là chân váy không phải là chân váy đấy ạ. Váy đang mặc thì là mã V8 với giá bán là 170 chị nhá. Chị Hoàng Ngọc Hằng ơi, váy màu trắng đúng không ạ? Màu trắng, cái mã đấy là mã A9 nhá. Chị comment cho em A9 và kèm theo số điện thoại của mình nhá.
Chị Phương Lê và chị Mai Hoàng ơi, em đang mặc cái này là mã V8 với giá bán là 170 nhá. Các chị chỉ việc comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Váy hoa dây đằng sau là váy nào ạ? Còn đây là cái mã V9 của nhà em nhá, mã V9 huyền thoại. Cái này gọi là huyền thoại luôn, vì bán rất là chạy luôn, cái áo này rất là chạy luôn nhá. À, chuyển sang cái mặc phập hồng đúng không ạ? Đây là cái váy váy này váy có tay nhá chị nhá, váy này váy có tay màu này màu hồng nút. Cái màu cái mã này của nó là mã A11 các chị nhá, đây là mã A11. Rồi ok chị Thu Nga nhá. Chị Phương Lê ơi, V8 nhá, 170 đúng không ạ? Cái này là mã A11 nhá, màu hồng nu. Ở trong hình thì trong đây ở ngoài nhìn màu sẽ đẹp và sáng hơn các chị nhá. Ở trong hình thì thường nhìn màu nó không được rõ nét lắm. Cái váy này thì là 190 nhá chị Phương Thảo Trần nhá. Hoặc chị nào yêu thích cái mã váy rêu nhà em thì comment cho em nhá. Đây là V8 với giá bán của nó là 190.000, đây gọi là huyền thoại luôn. Like một cái like bán được mấy trăm cái rất là luôn. Cái này thì em có hai màu, màu hồng nu và màu rêu rất là sang luôn. Cái mã này nhà em mã V8 nhá. Mã V8. Chị Nhung Tú ơi, váy của em là chất liệu của nó chất liệu kiểu em không thể miêu tả được nhưng mà rất là sang chị nhá. Chị Nhung Tú nhá. Váy đen 170 nhá chị nhá, với mã là V8. Body thì em không có chị ạ. Hôm nay mình chỉ like những cái mẫu đấy thôi ạ. Còn chị nào yêu thích cái mã V8 nhá, màu rêu có hai màu rêu màu hồng nu thì comment cho em V8 nhá. Rất là đẹp, rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Còn đây là mã V9 đúng không ạ? V9 với giá bán của nó là 170.000 được chưa ạ? Được chưa ạ? B9 170 nhá. V9 màu đỏ đất, màu đen. Đây là màu da đúng không ạ? Với giá bán của nó vô cùng rẻ luôn. V9 chất liệu của nó rất là mát, chất của tăm tăm chị nhá. Chất kiểu nó tăm tăm đấy chị ạ, chị Nhung Tú nhá. V9 màu đỏ đất này, 170 nhá. 170 V9, V9 170 màu da, V9 170 màu đen đúng không ạ? V9 màu đen này, V9 màu da và đây là V9 màu đất nhá. Việc comment mã kèm màu kèm số điện thoại cho em thì cùng một dòng comment thôi đúng không ạ? Em sẽ like khoảng 3-4 phút thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá, tại hôm nay khá muộn rồi. Hôm nay em nói rất là nhiều luôn các chị ạ, từ sáng đến tối luôn. Còn đây là một cái màu dâm nhà em nhá, màu đỏ nâu rất là sang trọng luôn. Chị làm yêu thích cái mã này nhà em thì có thể chụp lại màn hình cho em nhá. Dâm này nhà em là dâm với giá bán 220 nhá, dâm trễ vai mà được hai kiểu trễ vai không trễ vai nhá. Đúng không ạ? Chị Bích Hạnh ơi, mã là V8 với giá bán 170 chị Bích Hạnh nhá. Rất là sang luôn. Đây là màu da này, đây là dâm gọi là dâm trễ vai, là dâm quần các chị ạ, dâm quần nhá. Rồi ok chị Kiều Nguyễn cho đơn rồi đấy ạ. Đây là mã này là mã thôi các chị ai thích thì có thể chụp lại màn hình cho em hoặc có thể là để lại cho em là dăm trễ vai nhá với giá bán 220 đúng không ạ? Rồi các chị ơi 2 phút nữa thôi thì em sẽ kết thúc livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn mua nhà em thì có thể để lại cho em comment có thể chụp lại màn hình cho em đúng không ạ? Em sẽ qua lại một cái mã này nhà em đúng không ạ? Em sẽ qua cái mã này là mã váy này váy hoa nhá. Cái dăm này là dăm hoa trễ vai nhà em vừa giá bán của 250 đúng không ạ? Dăm trễ vai giá bán 250.000. Chị nào yêu thích cái mã này nhà em thì để lại cho em nhá. Để lại cho em mã A12 đúng không ạ? A12. Dăm váy á, dăm váy, dăm thì thường thường là dăm quần chị nhá. Váy cho chị xem mấy màu sau nữa chị. Mấy màu là mấy nào chị? Mấy màu hay mấy mẫu hả chị? Đây là A12, đây là dăm quần nhà em, trễ vai nhá. Đây là cọc tay, còn đây là trễ vai rất là sang luôn với giá bán 250 đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích cái mã A28 nhà em vừa xong thì có thể comment cho em, vẫn là mã A28 nhá. A28 nha em thì này là đây là huyền thoại hơn rồi. Có rất là nhiều màu luôn, màu đen, màu da và màu nâu rất là sang các chị nhá. Màu đen, màu da, màu nâu rất là sang luôn. Chị nào mà yêu thích cái mã A28 nha em thì comment cho em. Cái giá bán của chiếc này là 210.000 nhá. Còn những chị nào mà trúng game nhà em vừa xong thì em sẽ công bố sau khi kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Phương Lê ơi, con chị comment lại cho em mã trên cùng một dòng nhưng comment có số điện thoại không thì không chốt được hàng đâu ạ. Có mã của số điện thoại trên cùng một vòng dòng một comment thế mới chốt được hàng, còn các chị mà comment mỗi số điện thoại không thì không chốt được hàng đâu ạ. Thì chắc chắn nó sẽ chốt đơn hàng của các chị nhá. Cái set này nhà em thì là vẫn là mã set A28 với giá bán là 210.000 giá gốc của nó các chị nhá. 210.000 thôi, A28 rất là sang luôn. Thực sự là cái set này thì nhà em bán được rất là nhiều số lượng này rồi. Rất là sang luôn nhá. Chốt game em sẽ chốt ở cuối chương trình sau khi kết thúc livestream thì mình check thì nhà check được chia sẻ của các chị nhá. Chị nào mà yêu thích cái mã váy hoa thì váy hoa, chị nào thích cái mã hoa select của em không? Cái mã này nhà em là mã C1.
mã C1 với giá bán 140 nhá. C1 140 được chưa ạ? Ok, em cảm ơn chị Mỹ Linh nhá. Đây là mã C1 và với giá bán 140. Chị yêu thích mã này thì comment cho em C1 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Với giá bán 140 rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là sang chảnh luôn. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V38 như em hôm trước thì có thể comment cho em V38 với giá bán của nó là bao nhiêu nhỉ? 180.000 đúng không ạ? Rồi. Chị Lily Nguyễn ơi, A28 thì bên em có màu đen, màu da, màu khói hay màu nâu chị nhá? A28 nâu, da, khói đen đúng không ạ? Áo thì 200 một set này 210.000 đấy chị nhá. 210.000 một set A28 nên chị nào mà yêu thích cái mã A28 nhà em thì có việc comment cho em nhé. A28 kèm theo số điện thoại. Các chị lưu ý cho em là A28 nhà em thì có rất là nhiều màu luôn. Màu nâu này, màu nâu, màu da, màu khói, màu đen. Màu khói như kiểu màu khói này thì này, rất là sang luôn nhé, mặc mùa hè rất là sang luôn. Còn chị nào yêu thích cái mã V8, đây là V8 nhá, với giá bán màu 170 thì cứ việc comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? V8 nha, em vẫn có hai màu nhá. Em đang mặc trên người là màu đen, còn đang cầm trên tay là màu da, rất là sang luôn đúng không ạ? Váy em thì thường thường bán giá rất là rẻ, giá cả cạnh tranh mà cái chất vải của nó cũng vô cùng đẹp luôn chị nhá. Ok chị Nguyễn Huyền đâu, ok này. Chị Khang cũng bổ sung cho em cả số điện thoại luôn nhá. Comment mỗi V8 màu đen thì không xuất hàng đâu ạ. Các chị có comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại. Em đưa ra mã nào chị thích cái mã lần cứ việc comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Thanh My, ok là em còn V28, đây là V38 chị ạ. Đây là mã này V38, hôm trước em có livestream bán rất chạy luôn đấy ạ. Thật sự cái mã này rất là chạy luôn chị nhá. Chị Ái Phương ơi, kết thúc cái livestream này em sẽ chia sẻ của từng chị một nhá. Thì mới chính xác được đúng không chị? Còn bây giờ mà đang livestream mà không check thì không thể check được đâu ạ, không check chính xác được chị nhá. Ok, chị Kiều Nguyễn Hoa Hướng Dương, đây là mã V38 với giá bán 180 chị nhá. Giá bán của cái chiếc V38 của nhà em là 180 đúng không ạ? 180 đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Huyền comment cho em cả kèm theo số điện thoại của mình nhá. V38 có cúc này, có cúc và có hai cái túi rất là sang luôn. Hôm trước em có livestream cái mã này thì bán thực sự rất là chạy luôn, thực sự là bán quá chạy luôn cái mã này luôn đấy ạ. Riêng cái mã này thì em bán hôm trước thì là quá chạy luôn, váy hướng dương rất là sang luôn nhá. Chị Thanh Vi V28 màu da đúng không ạ? Comment cho em cả kèm theo số điện thoại của mình nhá chị nhá. Đấy là A28 chị nhá. 70kg màu đen V8 comment trên cả số điện thoại luôn cho em chứ cùng một dòng comment đúng không ạ? 18k thì là 18k thì em sẽ công bố sau khi kết thúc cái livestream này nhá chị, làm lại từ đầu nhá. Set áo nâu bên em 210.000 nhá chị Nguyễn Như đúng không ạ? Set áo nâu bên em 210.000 nhá. Ok chị Bích Nguyễn này V8 màu đen ok chị nhá. Cái set A28 nha em vẫn giá gốc của nó là 210.000, còn chị nào mà trúng mini game với nhà em ấy thì được mua cái set này với giá là 18k nhá. Nhưng mà điều kiện là 18k là phải chia sẻ và tương tác thật nhiều đúng không ạ? Áo đỏ hôm trước bạn like bạn áo nào chị nhỉ? Chị Khang Vũ có thể miêu tả cho em để em còn kiểm tra đúng không? Chị Thùy Dung đúng không ạ? Bên này nhiều người hỏi mình không trả lời. Chị Lily Nguyễn lấy A28 thì comment cho em A28 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok chị Lily Nguyễn comment cho em cả số điện thoại của mình nhá. Chị comment A28 không thì không chốt hàng được chị nhá. Comment cho em cả mã cả số điện thoại thì mới chốt được hàng. Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng chị nhá. A28 nhà em thì có rất là nhiều màu luôn, màu da, màu khói, màu nâu, màu đen đúng không ạ? Ok, chị Mai Huyền lấy váy đang mặc comment cho em V8 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. V8 rất là sang luôn, thực sự mà rất là sang luôn đấy ạ. V8 là 170 comment cho em V8 đúng không ạ? Chị Thùy Dung ơi, áo là 210.000 mã A28 comment cho em A28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Đỏ đô phía sau là đầm gì ạ? Đỏ đô ở phía nào nhỉ? Chị nào mà yêu thích cái mã này nhà em đây. Ui, cái dăm này nhà em thì thực sự là quá sang luôn rồi ạ. Dăm này là dăm rất là sang luôn, dăm quần rất là sang luôn. Cái này có đủ size và mặc được hai kiểu trễ vai, trễ vai. Đầm này bên em bán hà 280.000 chứ chị nhá. 280.000 mặc rất là sang luôn. Cái này là mặc được hai kiểu trễ vai, không trễ vai nên là dăm các chị nhá. Rồi comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng. Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng các chị nhá. Hoặc các chị có thể em sẽ chuyển sang một cái mã khác nhá. Chị nào mà thích cái mã set gen nhà em thì comment cho em. Đây là mã V1, hôm trước em có livestream bán rất là chạy luôn. Mã V1 có giá bán là 150 thôi, 150.000 đúng không ạ? 150 cái set này nhá. Chị comment cho em là mã V1 đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Áo đang cầm có giá bán 210.000 nha chị gấm trần nhá, đúng không ạ? Để lại cho em comment đúng không ạ? Mã kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Thùy Dương ơi, váy trắng là mã A9, comment cho em A9 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Ok chị An Nguyễn Thủy chốt rồi đấy ạ. Ok chị Mai Huyền chốt rồi nhá. Chị Hoài Lê muốn lấy xe màu nâu thì hiện tại em rất ngại thủ đúng không ạ? Cái A28 nhà em có màu khói, màu da, màu đen rất là sang luôn nhá. Chị thích màu nào thì việc comment cho em màu kèm theo số điện thoại của mình. A28 nhà em cứ gọi là nó gọi là huyền thoại luôn rồi. Bán được số lượng quá nhiều rồi, quá nhiều rồi.
Ok, chị ban kính cận cho đơn V8 tiếp theo rồi nhá. Chân váy đồ xẻ đỏ xẻ bên sườn vạt dài ngắn. Bạ mặc với chân váy đen có 3 màu đỏ đen đỏ đô với màu da là màu nào? Chị Khang Vũ thì chủ làm màn hình cho em đúng không ạ? Chị Việt Hòa ơi, mã là A28 với giá bán 210.000 nhá chị Việt Hòa nhá. Comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị ơi, dăm thì chị muốn dăm đỏ đô đúng không ạ? Dăm này em là vừa nói là 280, còn cái dăm trễ vai thì em kia là 220 chị nhá. Dăm trễ vai 220 đúng không ạ? Áo là 210.000 chị nhá. Có cái váy này nó mặc trên người rất là sang, rất là đẹp luôn rồi đấy ạ. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Ok chị Lily Nguyễn nhá. Chị Hoài Lê 56kg mặc size L cho em chị nhá. Chị Thanh My ơi, V28 đính hạt đúng không? Đây là A28 nhá. Comment lại cho em mã nào. A28 mà kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Huyền cho đơn rồi nhá. Chị váy kính, chị pin kính cận comment cho em V8 và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Chị Bích Nguyễn cho đơn rồi. Chị Nguyễn Như ơi, áo màu nâu là 210.000 một set chị nhá. 210.000 một set thôi chị ạ. 210.000 một set thôi ạ. Các chị mua hàng của bên em thì các chị chỉ việc comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment thôi em nhé. Chị không cần hỏi nhiều đâu ạ. Ok này, chị Phương Lê 7B. Chị Phương Lê comment lại cho em đúng không ạ? Mã kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Thanh My cũng thế luôn nhé. Ok, chị Khang Vũ này, chị Nguyễn Hiền. Rồi ok này, comment cho em nhé. Ok chị Khang Vũ, ok chị yêu của em nhá. Rồi cho xem cái váy đi biển đúng không ạ? Bạn chốt cho mình chưa? Em chốt rồi nhá chị Khang Vũ nhá. Đầm hôm chị này là đầm nào chị nhỉ? Váy trễ vai bên em có rất là nhiều luôn, không hỏi chị mã nào. Các chị ơi, hiện tại thì cũng là khuya rồi thì em sẽ qua nhanh từng mẫu một để cho các chị chốt đúng không ạ? Xem áo màu xanh hoa trắng ở phía sau đi. Đây là chị hay là đâu ạ? Nhiều đầm lắm, chẳng biết đầm nào. Chị Mỹ Linh ơi, kết thúc cái live stream này em sẽ công bố rồi thì nó sẽ chính xác hơn chị nhá. Còn công bố giờ thì không, chắc chia sẻ được sẽ không chính xác được chị nhá. Đầm đỏ bông sau lưng đúng không ạ? À, cái đầm này đúng không ạ? Em nhớ rồi. Tức là cái mã A7 bên em đúng không? Nhớ rồi, A7. Đây là quần A7, chị nào mà yêu thích cái mã A7 nha, em mặc được hai kiểu trễ vai không trễ vai thì cứ việc comment cho em. Đây là mã A7, hôm trước em có live stream mà rất là chạy luôn rồi nhá. Ok này, chị nào mà yêu thích cái mã này thì em thì comment cho em A7 kèm màu kèm số điện thoại. Hôm trước em có live stream cái mã này bán rất là chạy rồi đấy ạ. Các chị ơi, bây giờ tháng 1 rồi thì còn 1 phút nữa thì em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V8 thì em thì việc comment cho em nhá. Đây là mã V38 váy hoa hướng dương đúng không ạ? Đây V38 với giá bán là 180.000 nhá. 180, hôm nay em sẽ like lại cái mẫu này cho các chị xem nhá. Em chịu khó mà. Chị Hoài Lê ơi, cái set áo ren đấy thì có rất là nhiều màu chị nhá. Có màu da, màu đen và màu da đen khói nâu chị ạ. Em sẽ qua lại từng mẫu tất cả mọi người xem nhá, rồi em sẽ kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Cái set này là set mã là A28 nhá, có giá bán là 210.000 một set. A28 210.000 một set. Có màu da, màu nâu, màu đen rất là sang luôn các chị nhá. Màu da, màu nâu, đen sang rất là sang đúng không ạ? Áo bông xanh trắng phía sau đúng không ạ? Đợi em một chút được không ạ? Em sẽ qua từng mẫu các chị xem rồi em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Đây là A28 nhá, 210.000, màu đen, màu khói, màu da, màu nâu nhá. Với giá 210.000, chị nào thích cái mã này thì comment cho em để mã kèm màu kèm số điện thoại. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V8 nha em, màu rêu thì đây là váy nhá. Đây là váy V8 màu rêu. Em đang cầm trên tay là size S của cái size, nhưng cái size to hơn thì nó size to hơn rất là nhiều chị nhá. Ok chị Ngọc Huyền, cảm ơn chị này. Chị đầm bông vàng bao nhiêu vậy? Đây là V38 180 nhá, chị Đoan Trang nhá, chị Trang Trang nhá. Comment cho em V38 và kèm màu gần số điện thoại cho em nhá. Đây là màu rêu đúng không ạ? Rất là sang luôn. Cái mã này bên em là gọi là mã huyền thoại nha, bán rất là chạy luôn, thực sự rất là chạy cái mã này rồi. Cái váy này nhà em thì là có hai màu, màu hồng nhạt và màu rêu, với mã là V8 và với giá bán của chiếc váy này là 190.000 đúng không ạ? 190.000 mã V8 nhá. Cái này là mã A12 với giá bán là 180.000, rất là sang luôn, đây là váy suông nhá, chất thun rất là đẹp luôn đúng không ạ?
em sẽ qua nhanh từng mẫu rồi em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Còn đây là một cái chiếc váy đây là A9 nha em nhá. Ok, chị Hoài lên cho đơn nhá. A9 của em thì có hai màu, màu trắng và màu đen, với giá bán của cái chiếc A9 này là 260.000 nhá. Chị nào yêu thích cái mã này của em thì comment cho em A9 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Có đủ size từ size S cho tới size XL đúng không ạ? Size S, XL đúng không ạ? Còn đây là cái mã V38 nha em nhá. V38 nhà em là thì vẫn còn giá bán là 180.000 đúng không ạ? V38 180 nhá. Còn đây là váy 2 dây chất liệu rất là sang, rất là mát luôn các chị nhá, rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nên chị nào mà yêu thích cái mã V38 nhà em thì comment cho em nhá. Chị mét 60, chị là 58kg, mặc size L cho em, chị Nguyễn Yến nhá. À chị Nguyễn Hiền, em quên. Hình như chị cũng để comment rồi đúng không ạ? Mã này mã V38 này, hôm trước em có mặc livestream rồi đấy ạ. Rất là sang, rất là đẹp luôn. Giá nó là 180.000 V38 nữa, rất là sang luôn nhá. Còn đây là cái mã dăm quần của bên em đúng không ạ? À đây là dăm trễ vai, mặc được hai kiểu dăm trễ vai nhá. Đây là dăm quần trễ vai, mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai đúng không ạ? Không có baby doll đâu chị Trang Nguyễn đúng không ạ? Có màu da và màu này rất là đẹp, rất là sang luôn. Màu đỏ đô thì vô cùng sang luôn, với giá bán của cái dăm này là 220.000 đúng không ạ? Dăm trễ vai 220. Còn đây là em sẽ qua lại cái mã V8 nha, V16 trước khi kết thúc cái livestream này đúng không ạ? V16 nha em vẫn có giá bán 165 nhá, có 3 màu. Hoa vàng, hoa xanh, hoa đen, mã V16 nha em vừa giá bán 165 rất là sang luôn đấy đúng không ạ? Còn đây là mã V9 nha em nhá. V9 nha em thì có giá bán là 170.000 đúng không ạ? V9 170.000 nhá. V9 màu đỏ đất này. Màu da, màu đen. Rất là sang luôn. V9 170 nhá. Em sẽ kết thúc cái live stream ngay bây giờ đấy ạ. Rất là muộn rồi. Còn đang mặc trên người em là mã V8 với giá bán của nó 170 chị nhá. V8 170. Có cái nơ rất là xinh luôn. Thực sự là em rất là thích cái váy nơ vì nó rất là xinh ấy. Mặc ở nhà rất là mát luôn. Kết thúc cái live stream em sẽ công bố những chị nào mua áo bên em với giá là 18k chị Tố Uyên nhá. Đúng không ạ? Ok, chị con tin dạy khờ không thấy được không ạ? Váy này là mã V8 với giá bán của nó là 170.000 chị nhá. Rồi, chị nào yêu thích cái mã nào nhỉ, em thấy cứ việc comment và chụp lại cái màn hình và gửi qua inbox cho bên em nhá. Còn bây giờ em xin kết thúc cái livestream này. Vì giờ cũng đã khá là muộn rồi, em live từ sáng tới giờ rồi đấy ạ. Từ sáng thì em mấy trang liền cơ. Trẻ con người lớn đổ nam rất là nhiều trang ấy. Thì bây giờ em sẽ xin kết thúc cái livestream này nhá. Hẹn gặp lại tất cả các chị trong những buổi livestream tiếp theo của shop em đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại ạ.